lợi dụng thời điểm dịp tết nguyên đán tình trạng các tin nhắn giả danh ngân hàng nổi tiếng sau đó gửi nội dung lừa đảo tới khách hàng nhận tiền lì xì tăng mạnh vì vậy người dân cần kiểm tra ký nội dung tin nhắn và không vội vàng thực hiện theo các thao tác được yêu cầu nội dung các tin nhắn có đính kèm đường dẫn đến các trang web giả mạo có tên gần giống với các trang web chính thức của ngân hàng sau khi truy cập vào đường dẫn hệ thống sẽ tự động hiển thị trang web giả mạo có giao diện logo tương tự của ngân hàng và yêu cầu người dùng đến các thông tin như số điện thoại mật khẩu để nhận lì xì khi người dùng cung cấp thông tin đối tượng sẽ kiểm soát được tài khoản và sử dụng các thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tiền trong tài khoản lì xì trực tuyến là hình thức được ưa chuộng những năm gần đây người dùng có thể chuyển tiền bằng tài khoản ngân hàng tài khoản điện thoại hay ví điện tử tuy nhiên khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn không vội vã trả lời hay thực hiện các thao tác theo nội dung được yêu cầu cũng như cần thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản của ngân hàng tuyệt đối không cung cấp tài khoản mật khẩu mã otp cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức